tỷ phú Lý Gia Thành dạy con bài học đắt giá về kết giao, chọn đúng bạn là kho báu để đầu tư lâu dài. Lý Gia Thành, chủ tịch tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố và Trường Giang Thực Nghiệp tại Hồng Kông. Ông được gọi là siêu nhân trong kinh doanh, nổi tiếng với sự nhạy bén và khả năng chiến thắng trong các thương vụ khó khăn. Lý Gia Thành không chỉ là biểu tượng của nền kinh tế Hồng Kông với tài sản khổng lồ, mà còn là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ với câu chuyện làm giàu từ đôi bàn tay trắng. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2018, con trai cả của ông, Lý Trạch Cự, thừa kế tập đoàn chứng khoán Hutchison Holding, trong khi con trai thứ hai tự mình sáng lập tập đoàn Pacific Century Group, PCG. Mặc dù hai con trai của Lý Gia Thành có thành công riêng của họ, nhưng tỷ phú này luôn truyền đạt những bài học đạo đức quan trọng cho họ. Ông dạy con cách xây dựng mối quan hệ đúng cách và thân thiết với những người có giá trị, vì từ đó ta có thể học hỏi và hưởng lợi từ kho tài nguyên bên trong họ. Sau đây là những bài học đắt giá của tỷ phú Lý Gia Thành dạy con trong việc kết giao để có những mối quan hệ chất lượng. Kết giao những người không hài lòng với hiện tại. Những người có khát vọng lớn không bao giờ thỏa mãn với sự ổn định. Họ luôn khao khát làm cuộc sống đa dạng hơn, khám phá nhiều cơ hội mới để kinh doanh và làm giàu. Với tính cách này, họ sẵn sàng đối mặt với khó khăn, áp lực và khi thói quen kiếm tiền đã được hình thành, tài sản của họ sẽ tích lũy lên theo thời gian. Những người sợ nghèo. Trong xã hội, có rất nhiều triệu phú và tỷ phú thành công, nhưng xuất thân có nhiều sự khác biệt. Một số người được thừa kế gia tài và sự nghiệp từ thế hệ trước, trong khi một số khác bắt đầu từ tình cảnh nghèo khó và tự mình xây dựng sự thành công. Người kế thừa thường có trách nhiệm bảo tồn và duy trì tài sản gia đình hơn, trong khi những người tự mình khởi đầu thực sự là những tài năng có khả năng tạo ra và tích lũy tài sản vượt trội bằng chính nỗ lực cá nhân. Sự đối lập này đã chứng minh rằng những người có tư duy sợ nghèo sợ khó thường có động lực mạnh mẽ hơn để kiếm tiền và không ngừng phát triển. Kết giao với người biết tận dụng thời gian. Trong xã hội ngày nay, nhịp sống tăng với tốc độ chóng mặt thì vòng quay cuộc sống cũng trở nên vội vàng hơn. Chỉ có những người biết trân trọng sự quý giá của thời gian, biết cách bỏ ra ít nhất để thu về nhiều nhất, nâng cao hiệu suất của bản thân và giảm thiểu các chi phí cơ hội mới thực sự biết cách kiếm lời. Người tự tin. Tự tin vào công việc là một yếu tố cực kỳ quan trọng để đạt thành công. Chỉ khi ta niềm tin vào ý tưởng và hành động của mình, tiềm năng bên trong chúng ta mới được phát huy. Tiềm năng này có thể lớn hoặc nhỏ, có thể mang lại kết quả tốt hoặc không, nhưng nó là một kho báu quan trọng để phát triển năng lực và tâm trí trong tương lai sự nghiệp của chúng ta. Người có lòng hiếu kỳ. Sự hiếu kỳ hay tò mò đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con người tiến hóa từ thời kỳ sơ khai đến hiện tại. Đây là nguồn lực cho sự sáng tạo và quyết tâm thúc đẩy chúng ta thực hiện các hành động, tìm hiểu triệt hơn và khám phá những khía cạnh chưa được hiểu rõ hoặc chưa được khai thác. Người có mục tiêu sống. Kiếm tiền và thăng tiến có thể là một phần của mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta, nhưng nên cân nhắc rằng chúng không nên trở thành mục tiêu sống duy nhất. Khi chúng ta xác định một tương lai với lý tưởng riêng và mục tiêu rõ ràng, chúng ta có thể tránh được việc tiền bạc và danh vọng ngắn hạn làm mờ mắt. Xây dựng mục tiêu cụ thể và không ngừng nỗ lực để đạt được chúng là một phần quan trọng trong hành trình đến thành công cá nhân. Kết giao với người có sự quyết đoán, dũng cảm. Có sự quyết đoán thì chúng ta mới có khả năng đưa ra hành động ngay khi có cơ hội. Khi gặp những chuyện không đúng kế hoạch, quyết định nhanh chóng và điều chỉnh linh hoạt có thể giúp quá trình tiến hành vẫn thuận lợi. Trong lĩnh vực kinh doanh, quyết đoán và dũng cảm luôn là yếu tố quan trọng để đạt được thành công. Lý Trạch Giai, con trai của tỷ phú Lý Gia Thành, từng được hỏi bố anh đã dạy cho anh những bí quyết kiếm tiền thành công gì. Trạch Giai đã trả lời, thực ra bố tôi không dạy cho tôi bất cứ phương pháp kiếm tiền nào cả. Ông chỉ dạy tôi các đạo lý làm người mà thôi. Chính vì vậy, việc kết giao với người có nhân phẩm tốt hay xấu sẽ là yếu tố quyết định đến thành công hoặc thất bại trong cuộc đời của chúng ta.